Và đây là chiếc đồng hồ Orient mà mình muốn nhắc tới cho các bạn. Và chiếc đồng hồ này có tên mã là FM7J00379. Thì các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ automatic giá rẻ thật sự, nhưng mà mình đã nói là mức giá của nó là chỉ hơn 3 triệu tí xíu. Rồi, bề mặt trước các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với sa mặt của nó là 40mm. Và độ dày của chiếc đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng là 12mm. Tổng thể hoàn thiện của mẫu đồng hồ Orient này thì được làm bằng thép không rỉ stainless steel từ phần vỏ cho đến phần dây, và họ đã phay xước cho phần vỏ này có những cái đường vết xước mờ giúp các bạn cảm thấy được cái sự chắc chắn cũng như là mạnh mẽ hơn ở cái mẫu đồng hồ này. Tuy nhiên có một điểm mình không thích lắm ở cái mẫu đồng hồ này thì mặc dù là thép không rỉ, tuy nhiên đây không phải là chất liệu thép 316L nha, đây là dạng là inox thôi, cho nên trọng lượng của nó khá là nhẹ. Và mình thì lại thích những mẫu đồng hồ mà cầm dây kim loại thì phải cầm nặng và đập tay, nó sẽ cho mình cảm giác chắc chắn hơn, tự tin hơn. Về mặt kính thì các bạn sẽ có phía trước là một tấm kính khoáng. Và một điểm cộng cho mẫu đồng hồ này, tuy là sản phẩm giá rẻ nhưng mà nắp lưng phía sau chiếc đồng hồ này lại là nắp lưng trong suốt, giúp các bạn có thể nhìn thấy được những cái chi tiết bên trong bộ máy cũng như là cái động cơ dây tóc đang nhảy, show được những vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này ra cho người xem. Và mặt kính trước kính sau đều là mặt kính khoáng chiếc đồng hồ này. Ở cạnh bên phải thì các bạn sẽ có một cái ti chỉnh giờ vị trí góc 3 giờ. Đây chúng ta giật ra và chỉnh thôi, nó không có dạng mà xoáy, dạng xoáy ốc để cố định lại cái ti này. Và các bạn sẽ có thêm một cái nút bấm ở trên phía phải này, thì đây chính là cái nút bấm giúp các bạn chuyển qua lại giữa các ngày. Đó, các bạn thấy khi mà mình thao tác thì ngày nó sẽ dịch chuyển. Về mặt dial của mặt mẫu đồng hồ này thì nó được hoàn thiện là màu đen. Nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ hơn với ánh sáng ngoài trời, các bạn sẽ thấy là dạng chảy tia màu đen, chứ không phải là một tấm nhựa màu đen hoàn toàn. Đây là một tấm màu đen nhưng mà được chảy tia vào bên trong. Các bạn sẽ có kim giờ, kim phút, có dạ quang bên trong, và ở những cọc số đầu này đều được có những dạ quang nhỏ chấm tròn ở đây giúp các bạn để dễ dàng theo dõi được thời gian trong đường thiếu sáng. Và có ô ở vị trí góc 3 giờ các bạn sẽ theo dõi được thứ cũng như là ngày như mình đã giới thiệu hồi nãy. Rồi, về phần khóa này cũng khá là cơ bản thôi, phần khóa này cũng dạng là gặp lại và bấm chốt, cũng làm từ thép không rỉ. Rồi, để nói lại động cơ bên trong của chiếc đồng hồ này thì đây cũng là một điểm đặc biệt trên mẫu Orient này. Động cơ sử dụng bên trong của nó là bộ máy Orient Caliber 46943. Thì nếu các bạn có để ý thì bộ máy mà đầu 46 này được phát minh và được ứng dụng đầu tiên bắt đầu từ những năm 70, và cho đến mãi thời gian hiện tại là năm 2018 bây giờ thì những mãi động cơ là 46943 này vẫn được sử dụng trên những chiếc đồng hồ Orient, bởi vì tính bền cũng như là độ chính xác của nó. Các bạn sẽ không thể nào mà không nhắc tới những cái tên tuổi mà chạy những bộ máy này, như là Orient SK là phượng hoàng đỏ, màu đỏ mận, chiếc Orient Smarco, Orient Ray hay là Orient Freestar, hay được một gọi tên khác là Orient là 3 sao chở cổ. Thì ở bộ máy Orient Caliber 46943 này, các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với 21 chân kính. Tần số dao động của nó sẽ rơi vào khoảng là 21.600 vòng trên một giây. Và mức xây số của mẫu này sẽ rơi vào khoảng là từ âm 15 cho đến cộng 25 giây trên một ngày. Mức tức cót của nó sẽ rơi vào khoảng là 40 giờ. Chiếc đồng hồ này cũng khả năng kháng nước, các bạn lưu ý nha, kháng nước water resistant ở mức là 50m thôi. Cho nên các bạn sẽ đeo chiếc đồng hồ này để rửa tay, đi mưa hay là nhúng nước nhẹ thôi, chúng ta không phải là đeo chiếc đồng hồ đi bơi là nó ngậm củ tỏi luôn.